Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy làm cái component liên quan đến pattern và chúng ta đưa email vào. Đó, đưa email vào. Như vậy thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái project mới đi. Rồi, with application. Chỗ này thầy sẽ để là demo slide 2 button icon. Đó, để như vậy cho nó dài dòng tí xíu. Như vậy trong bài này của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương thức là gọi cái path để cho cái size của cái frame á nó vừa đủ. À, chúng ta không cần set size. Chỗ này đây, demo nó nằm ở trên. Như vậy trong cái demo này mình đang đang có chỗ này giống như cái bài của mình là mình để là slide 2 đúng không? Rồi ok, chỗ này thầy sẽ new một cái thư mục img và thầy sẽ chuẩn bị ba cái hình ảnh mà trong đề người ta yêu cầu. Ba hình ảnh. Như vậy cái hình ảnh của thầy đang để ở đây. Picture. Thầy đã tải trước ba cái hình ảnh nè. Đó. Thì chúng ta sẽ copy ba cái hình ảnh này vào cái dự án của mình. Copy. Dự án của mình đang lưu ở code Java 3 demo show img. À, các bạn sẽ đẩy cái thư mục img này ra ngoài nhé. Đẩy cái thư mục này ra sụt nè. Đó, rồi nó ra đây nha. Nó nằm bên trong thư mục sụt á. À, tải đi chứ. Ok. Rồi, ba cái ảnh. Cái tiếp theo chúng ta làm là trên cái main mình làm trực tiếp luôn cho nó nhanh. Bạn nào muốn code theo dạng mô hình MVC thì chúng ta phải hoạch định ra là package nào là chứa view, package nào là chứa model, package nào là chứa controller. Còn tại thời điểm này thì mình code cho nó chạy trước cái đã. Đó. Rồi những bạn nào mà sợ code á thì bây giờ bắt đầu từ đầu nhìn kỹ cho thầy code cái gì trước, code cái gì sau, cực dễ, không có sợ gì hết. Thứ nhất là mình sẽ cần một cái frame để cho nó hiển thị được lên, tức là mình dùng re frame, yeah. Đó, mình dùng screen là re frame, mình đặt cái tên cho nó là re frame luôn, bằng new re frame. Chỗ này mình sẽ để vô đây cái chuỗi cái title cho nó, ví dụ như là demo slide 2, ví dụ như thế. Rồi trong cái này mình sẽ chuẩn bị cái gì, ba cái icon để chứa ba cái cờ, chuẩn bị ba cái button đúng không, chuẩn bị một cái panel để chứa các đối tượng đó. Như vậy mình cần cái gì thì mình khai báo trước đi. Vậy mình cần gì? Mình cần thêm một cái re panel nữa. Mình để là bmain bằng new re panel. Rồi,
mình cần ba cái icon thì mình sẽ sử dụng là IMEI icon. Không? Đó là có ba cái là cờ Mỹ, cờ Anh, cờ Việt. Như vậy mình sẽ để là US icon. Mình đặt tên gì cũng được. UK icon. VN icon. Mình muốn đặt tên gì mình đặt. Rồi. Ok. Mấy bạn online có thấy thầy share không đó? Tiếp tục, mình sẽ có ba cái bottom, re-bottom, BTN US, BTN UK, BTN VN. Rồi, mình chuẩn bị xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm từng cái nè. Mình làm từ cái nhỏ trước, cái nhỏ nhất trước. Nhỏ nhất trước là cái gì trước? Trong các thành phần component này thì cái nào là nhỏ nhất? Icon là nhỏ nhất. Tại vì icon tí nữa mình sẽ đặt nó vô bottom, bottom mình đặt vô panel, panel mình mới đặt vô frame. Đó, như vậy thì thằng icon là nhỏ nhất. Mình chuẩn bị trước. Mình chuẩn bị thằng nào trước cũng được, thì tí nữa mình add theo thứ tự là được. Nhưng mà mình chuẩn bị thằng nhỏ nhất trước để cho nó khỏi bị nhầm lẫn thôi. Chứ còn ví dụ như là bạn nấu một cái bữa tiệc thì bạn nấu cơm trước, nấu canh trước, nấu cá trước gì cũng được. Nhưng mà quan trọng là bạn chuẩn bị để bạn đặt để cho nó hợp lý thôi. Như vậy mình sẽ có cái US icon. Nó sẽ bằng new email icon. Và trong này chúng ta sẽ đưa cái đường dẫn của cái đối tượng vào. Như vậy đường dẫn thì chúng ta sẽ có đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Như vậy ở đây chúng ta có cái đường dẫn này là đường dẫn tuyệt đối nè. Đây. Sụp. IMG. Copy cái đường dẫn này vào. Đường dẫn hiện nay chúng ta đang nhìn nó là xuyệt huyền ha. Một xuyệt. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào đây, chúng ta dán một cái, nó tự động nó thêm thành hai xuyệt. Bởi vì cái xuyệt này nè là ký tự đặc biệt. Cho nên cái dấu xuyệt này là sử dụng được ký tự đặc biệt. Đó, còn cái quy định ở trong cái test thì các bạn coi lại chỗ đó. Và chỗ này chúng ta đang sử dụng là US. Thì chỗ này là us.png JPG chứ. Gì? Đu gì? PNG đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ có một cái icon nữa là UK. Icon nữa là VN. UK. VN. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cái gì nữa nào? Ba cái bottom. Vậy BTN US bằng new re-bottom. Và trong này mình sẽ sử dụng là chuỗi và icon. Như vậy chuỗi này mình sẽ là click it là làm theo theo bài. Và icon của chúng ta là icon đầu tiên là US. Tương tự như vậy với cái bottom thứ hai và thứ ba. Chỗ này là UK, chỗ này là VN. Thì cái tương ứng là UK và VN. Kịp chỗ này không? Có bạn nào không kịp không nào? Mình chuẩn bị lần đến thôi. Rồi, gì nữa nào? Mình sẽ chuẩn bị cái panel để mà đưa đối tượng vào.
Như vậy chỗ này, cái panel này mình đã nêu rồi nè, thì xuống dưới mình không cần nêu nữa. Còn nếu như mà chưa nêu thì xuống dưới mình nêu. Do là ba cái thằng icon và ba thằng button này là mình chưa có nêu, cho nên bây giờ là mình nêu, mình phải khởi tạo. Còn cái thằng panel này mình đã nêu rồi thì không cần nêu nữa, mình chỉ cần là gì, bmin chấm add cái gì nào, btnvn. Mình add cái thằng UK, US trước rồi mới đến thằng UK rồi mới đến thằng VN. US, UK, VN, add vào bmain. Và làm gì nữa? Cái reframe của mình đã set cái gì chưa? Chưa set gì hết. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình set là cái reframe của mình sẽ set gì cho nó đây? Size thì không cần set rồi, mình sẽ chọn cho nó là path để tí nữa nó tự resize so với cái icon. Rồi cái reframe của mình sẽ set default close là reframe chấm exit on close. Rồi reframe này mình sẽ set location cho nó để cho nó nằm giữa. Rồi gì nữa không? Rồi reframe này mình sẽ set visit true để cho nó hiện lên. Nó cơ bản là mình thêm các đối tượng vô như thế. Thứ nhất là cái này mình đã add được ba đối tượng này vào rồi. Thiếu một cái nữa là reframe mình chấm add b main. Rồi, mình đã add được cái b main vào. Và sau đó mình chỉnh kích thước là bằng các cái đối tượng mà nó chứa. Rồi set cho nó là sẽ đóng exit khi đóng, và ở giữa hiển thị. Đó là những cái mà liên quan đến cái frame của mình. Mình chạy thử coi thì nó có lên được chưa đã. Chưa thấy nó chạy ta. Báo chạy đó, nhưng mà ý là về tiến trình chỗ này cũng không thấy nè. Còn thiếu gì nữa không? Demo. Mình thử set size trước đi. Reframe chấm set size 500 300 add icon run. Reframe chấm set visits. Còn thiếu gì mà nó không lên? Main reframe b main.
Reframe. Vậy thôi, có gì khác đâu. Reframe set sai. Khỏi add thằng này thử coi. Lên cái form không thử coi. Ủa kỳ vậy. Title reframe set sai. Không lỗi gì hết mà sao không lên. New reframe. Set sit on glow. Reframe sit size. Mình disable hết rồi là chưa làm gì luôn á. Rồi đóng lại đây, mở lại đây. Sure. Rồi không có gì thay đổi à, giờ lên hồi nãy không lên. Ok bật lên lại Ctrl Shift. Rồi đơn giản thế thôi nha. Rồi sau khi mà mình xong thì mình có thể thêm một số thứ, ví dụ cái nút này khi mà mình click xuống thì nó nhảy sang một cái icon khác, mà ở đây mình chỉ có ba icon thôi, thì mình giả sử như là thay vì là icon US thì nó sẽ đổi sang một cái icon khác. Như vậy chỗ này mình sẽ là btn us chấm set break icon, thì lúc này nó sẽ đổi sang icon UK chẳng hạn. À, ví
ví dụ như là nhấn xuống rồi nó sang icon UK btnus chấm set run rover icon, ví dụ như là vn icon. Cái này là mình làm để cho mình thấy được là nó có sự kiện thôi nha, chứ còn không có ai mà tự nhiên nhấn xuống cái là đổi thành UK, cái rover là đổi thành Việt Nam, nhìn kỳ lắm. Nhưng mà tại vì mình chỉ có 3 icon thì mình làm vậy. Còn các bạn nếu mà làm một cái bài thực tế thì các bạn sẽ đưa những cái biểu tượng cho nó hợp lý vào. Đó. Rồi. Và bắt đầu mình sẽ xử lý các cái nút. Ba cái nút này khi nhấn xuống thì chuyện gì xảy ra? Thì cái nút này của mình nó sẽ có là btn us chấm add action listener, nhớ chỗ này không? Rồi làm gì nữa? Bây giờ làm gì chỗ này đây? Chú ý chỗ này nè, bữa hôm trước mình làm là nút gì, cộng trừ nhân chia, là các cái label của nó là có chữ cộng, có chữ trừ, có chữ nhân, có chữ chia. Thì mình sẽ get được cái comment của nó. Còn bây giờ cái nào cũng click x hết, là ba nút đều giống nhau hết. Cho nên nếu mà mình muốn xử lý sự kiện mà chung á thì nó phải khác. Hôm trước mình không có dùng lại hôm trước được, bởi vì ba cái tên giống nhau. Đúng không? Tại vì khi các bạn chạy lên thì cái nào cũng click x hết mà. Mình đâu có get cái comment được. Ba nút đều giống nhau, click x. Hôm trước là nút mình có dấu cộng, dấu trừ, dấu nhân, dấu chia. Thì khi mình click vô dấu cộng thì mình biết đó là dấu cộng. Mình click dấu trừ mình biết đó là dấu trừ. Được chưa? Vậy thì bây giờ mình click cho từng nút đi. Còn làm sao để mình viết chung cái này thì là một chuyện khác, từ từ. Bây giờ mình viết cho cái nút này. Vậy ở chỗ này mình sẽ làm thế nào? Cái code chỗ này thế nào đây? Này. Chỗ này bữa hôm trước thầy viết là thầy lấy một cái action listener, thầy định nghĩa ở phía trên này là L đúng không? Bằng new action listener. Đó, bữa hôm trước là thầy sẽ định nghĩa như vậy. Đó, thầy định nghĩa như vậy. Hôm trước thì thầy làm như thế. Là đối với cái pattern US này, nếu như có sự kiện thì nó đẩy lên đây xử lý. Nhưng mà một nút thì được, nhưng mà ba nút mình thấy ba cái chữ là click x giống nhau, vậy làm sao mình biết nút nào? Thôi bỏ đi, cái đó tính sau ha. Bây giờ mình làm cho từng nút nè. Cho nên là chỗ này mình không cần nữa. Được chưa? Mà chỗ này mình sẽ new cái action listener ngay bên trong này luôn. New action listener control space. Nhớ control space nhé. Control và nhấn cái nút dài á. Như vậy ở chỗ này thầy chỉ có là gõ là add action listener, new action listener, nhấn control space. Tự động nó sinh ra cho mình một cái action performed. Cái hàm này nó chỉ có tác dụng với lại cái thằng btnus thôi. Nó không có tác dụng với hai cái nút kia. Hai nút kia thì viết riêng. Như vậy chỗ này mình có thể thêm vô đây một cái message. Ở trong bài người ta sẽ đưa cho các bạn một cái message. Bạn đã chọn Việt Nam. Như vậy cái message đó là ở đây. Reoption pen. Và chọn cái show message dialog. Đơn giản thế thôi. Thì sau này các bạn cũng có rất là nhiều cái lựa chọn. Ví dụ như là bạn đang soạn một văn bản, bạn đóng cái nó hỏi là có lưu không, thì đó là cái reoption pen. Như vậy chỗ này mình sẽ sử dụng cái reoption pen và mình chọn là show message.
chấm show message. Như vậy chỗ này mình sẽ show message ở chỗ này và mình chọn chỗ này là none. Và mình đưa cái message ở đây. Bạn đã chọn nút US, ví dụ như thế. Tương tự như vậy, copy này ra. Rồi chỗ này thay vì US thì chỗ này mình sẽ là UK. Bạn đã chọn nút UK. Chỗ này là nút VN. Bạn đã chọn nút VN, thế thôi. Mình xử lý ba cái nút này với ba đoạn code khác nhau. Không có xử lý chung. Ha, có rất là nhiều cách để làm. Rồi, 1 US, UK, VN. Được chưa? Như vậy là mình thêm một cái nữa là mình sử dụng được cái re option pen để mà show một cái message. Thì trong cái message này các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái cách để show. Đây, trong này người ta đưa ra ít nhất là 3 cách để các bạn thấy. Thứ nhất là cái component mà chứa đựng, mình chọn none, tức là chính cái component cha. Rồi cái message là gì? Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đưa cái title vô và đưa cái kiểu message vô. Ví dụ như là yes no question hay là cancel gì đó. Tức là có rất rất nhiều cái nút. Ở hồi nãy mình thấy có một nút đúng không? Nhưng mà nó có nhiều cái pop up lên là mình thấy là nó đưa lên là yes no, rồi cancel, rồi save, rồi open, vân vân. Nó rất rất là nhiều cái lựa chọn bên trong. Thì các bạn sẽ đưa cái phần message title ở đây nè, type ở đây. Bạn có thể là chọn icon, có nhiều cái icon là dấu chấm than, có nhiều icon là dấu chấm đỏ. Không? Bạn muốn đưa cái icon vô thì bạn đưa vô đây. Đó, như vậy thì đối với lại cái bài của chúng ta, phần demo đầu tiên liên quan đến cái nút như thế này, chúng ta đã hoàn thiện xong. Click vào từng nút thì nó sẽ có thay đổi. Rồi hiển thị các cái lựa chọn. Bạn có thể viết chung nha. Vẫn có thể viết chung được nha các bạn. Các bạn nghiên cứu thêm giúp cho thầy. Nếu mà trong trường hợp này mình viết chung thì thay thì vì mình ghét cái title của từng cái bottom đó đó, thì mình ghét cái gì để mình phân biệt được là nút nào. Chứ hôm trước mình ghét cái gì? Ghét cái chuỗi mà mình đưa vô đó. Thì ba cái bây giờ nó đều là click it hết. Mình không thấy được đâu. Không biết là nút nào cả. Đó, thì các bạn thử xem. Thử là mình làm như thế nào. Đó là phần demo. Thêm các nút.